Vâng, xin chào các anh chị em, xin chào Phụng Trần, xin chào bạn Minh, xin chào Nguyễn Phượng nha. Các bạn đã biết chủ đề buổi tối ngày hôm nay là gì chưa ạ? Các bạn có biết chủ đề buổi tối ngày hôm nay của mình là gì chưa ạ? Vâng, khô hạn là một vấn đề vô cùng khó chia sẻ của chị em phụ nữ. Nó dẫn đến hàng loạt các vấn đề trong quan hệ vợ chồng. Khi người phụ nữ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là bị đau rát mỗi khi gần gũi chồng và thời khắc này thì vốn dĩ là ngọt ngào, bỗng dưng trở nên đau rát và đó làm cho cái nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người. Và tình trạng này làm cho phụ nữ bị tổn thương và sợ hãi, thậm chí có những người là né bạn đời kéo theo những tranh cãi trầm cảm hay là hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ, có đúng không ạ? Và chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay thì chắc chắn là những người vô cùng hiện đại và văn minh. Thậm chí là ở đây thì có các chị đã từng một lần gặp phải vấn đề này xảy ra chưa ạ? Và khi các chị gặp về cái vấn đề về khô hạn thì các chị giải quyết vấn đề đó như thế nào ạ? Và nếu như mình may mắn là mình không bị khô hạn, không gặp những cái tình trạng như thế đối với những mẹ sau sinh đấy, thì các chị đã nghĩ đến cái vấn đề là nếu như nhá, chúng ta mà gặp phải cái tình trạng như thế thì chúng ta sẽ đối diện với cái tình trạng đấy như thế nào? Và xin được chúc mừng các chị em đã có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay và đã được nhận những cái thông tin về cái buổi Zoom này. Thì chị em hãy nhanh tay để mà gửi cái đường link Zoom này đến cho đội nhóm của mình, cho bạn bè của mình. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay, 2 tiếng đồng hồ ngày hôm nay sẽ mang lại những kiến thức tuyệt vời dành cho các chị em. Và các bạn sau cái buổi Zoom như thế này thì các bạn sẽ có những cái kiến thức, kỹ năng lan tỏa, chia sẻ đến cho khách hàng, cho bạn bè của mình như thế nào, thì chúng ta hãy nhanh tay nhé. Và đặc biệt khi mà đang trong cái quá trình tốc chiến, 90 ngày tốc chiến như thế này đấy, thì trong cái không khí rực lửa ấy, thì chúng ta hai nhà BDB Phú Thái và Bizina cũng sẽ có những cái chương trình khuyến mại khô máu, Nhung nói luôn là khô máu luôn nhá. Đặc biệt đấy, thế nên là các bạn hãy giúp Nhung là chia sẻ cái đường link này về đội nhóm của mình, cho đồng đội của mình, bạn bè của mình, hay đơn giản là khách hàng của mình, để mọi người có thể vào cái buổi Zoom ngày hôm nay vừa được nghe chia sẻ những kỹ năng, những giải pháp, sau đó là còn có những cái chương trình mini game này, mini game nữa nhá, xong rồi là có những cái chương trình flash sale cực kỳ đặc biệt trong ngày hôm nay. Và để các bạn làm sôi sục hơn cái không khí của cái buổi học ngày hôm nay nhé, thì các bạn có muốn biết luôn là cái flash sale sẽ diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay là như thế nào không ạ? Nếu như các bạn muốn cái flash sale trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào thì hãy cho Nhung những bông hoa, những trái tim để Nhung có năng lượng để chia sẻ hơn cho các bạn nhé. Vâng, các bạn có muốn, có tò mò muốn biết flash sale sẽ diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào không ạ? Cảm ơn bạn Nguyễn Hoan, rất là tò mò đúng không? Cảm ơn bạn Huyền Trang. Thế nên là ấy, nếu như bạn nào không có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, các bạn sẽ rất là tiếc, bởi vì là cái flash sale này chỉ dành cho những đối tác có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thế nên các bạn hãy nhanh tay gửi cái đường link Zoom này đến cho mọi người, đến cho bạn bè, đội nhóm của mình, cho khách hàng của mình, để các bạn vào trong buổi Zoom ngày hôm nay để làm nóng lên cái chương trình ngày hôm nay, để cho các khách mời của chúng ta, các chuyên gia của chúng ta sẽ chia sẻ một cách năng lượng hơn, và sẽ có rất nhiều những cái chương trình diễn ra cho các bạn. Và để cái quá trình cái buổi Zoom diễn ra thật là suôn sẻ thì các bạn có những cái câu hỏi như thế nào, các câu hỏi về vấn đề về sinh lý, các vấn đề về khô hạn, về viêm nhiễm, tất cả những vấn đề gì mà các bạn mong muốn hỏi hay là khách hàng của mình gặp phải vấn đề đấy, thì vui lòng hãy điền những cái câu hỏi đấy vào đường link Zoom, cái form form câu hỏi, để các bạn đặt những câu hỏi như thế vào cuối buổi thì sẽ có trao đổi lại của hai chuyên gia của chúng ta với các câu hỏi của các bạn, để cho cái quá trình của chúng ta không bị rời rạc đấy, thì đến cuối cùng chúng ta sẽ được nói lại, được chia sẻ lại cái các câu hỏi của các bạn như thế nào. Đây, bạn admin cũng đã gửi cái form câu hỏi dành cho các anh chị em rồi, thế nên là các anh chị em có câu hỏi như thế nào thì anh chị em hãy điền những câu hỏi như thế này, và cuối giờ chúng ta sẽ có buổi hỏi đáp lại nhá. Và cái chương trình flash sale hôm nay chúng ta có cái gì?